Tấn công nguy hiểm của đối phương. Mạnh Dũng tiếp tục lắc điểm từ xa tới. Đường chuyền ra, Thịnh Phát, chân phải, không vào. Tình huống dứt điểm vừa rồi không phải là của Thịnh Phát mà đó là đánh đầu rất nguy hiểm. Thanh Tuấn đã có mặt. Đội bóng áo vàng có thể triển khai lối chơi của mình và họ sẽ tận dụng những pha bóng như thế này. Đó là một, chúng ta cùng xem lại cơ hội dành cho đội bóng áo vàng cách đây không lâu. Một tình huống và áp sát nhanh là của Đức Hòa. Thái Huy vẫn chưa chiến thắng được thủ thành Võ Duy Huỳnh. Tình huống thực hiện nhiều những tình huống đầy cao hình để tổ chức tấn công rất nguy hiểm. Như vậy là cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ tại Sơn Nam. Và sự khác biệt tới từ cái chân phải của Trần Thái Huy rất nhanh, đưa trái bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Võ Duy Bình. Đây là pha bóng mà Văn Hiếu là người đã mắc lỗi khi không thể theo kèm một cách sát sao đối với Thái Huy. Các cầu thủ áo vàng đã đánh mất đi sự tập trung của mình. Và chỉ một thoáng thiếu tập trung đó thôi là cơ hội đã được Thái Sơn Nam tận dụng. Một cầu thủ Thái Sơn Nam rất khẩn trương và đã có bàn thắng thứ hai, phản ứng với quyết định của trọng tài.